cái máy này nó nhỏ nữa, chạy không có đủ công suất. À, máy này thấy nó yếu à, này cũ dữ lắm rồi. Xưa là em chạy một ngày là kiếm gần 1 triệu á. À, giờ ngày 500 được rồi. Ăn cơm chưa? Tuổi trẻ thì chạy ghê lắm. Anh ăn cơm chưa? Tài xế mấy con rơm ăn cơm chưa đó. Cái kiểu ăn là vậy đó. Nay là trời nó ui nó còn không được nắng nhiều, cũng đã đỡ. Nay chủ nhật nghỉ ở nhà cho khỏe. Ừ. Buồn quá. Buồn hả? Lâu rồi không xuống ruộng lái. Lâu rồi không xuống ruộng lái. Để như mà về quê thấy nó yên bình. À, ở đây nhà đây kìa. À, nhà ngay chỗ cái dừa cao cao đó. À, nhà tôi đó. Ông về quê giờ gần Tết rồi, về quê giờ vui không? Ừ, về quê vui. Thành phố tiếng ngọc ngạc. Ông bây giờ ông lái xe chỗ này chỗ kia đồ là nó ồn ào, không về quê đi về chỉ có nghe tiếng máy cài con, không có nghe tiếng ai. Vợ chưa? Trời ơi, đẹp trai nhà chú vợ trời. Đẹp. Có ai mà ai mà có em gái chị gái gì để giới thiệu chứ. Đẹp trai quá trời, giỏi nè. Tết trời đi chạy show kiếm tiền xài. Kiếm tiền xài thôi, đừng kiếm tiền đánh bài nha. Đánh bài là Tết năm nào cũng phải quýnh luôn. Trời. Tết năm nào không trả nợ. Kiếm tiền Tết cho thai hả? Cái nguyên một cái xã này là như chắc gần 2 mẫu á, hai mẫu là được 4.000 cục đi, 4 cục được 400.000 hả, 500.000 hả, 400 cục thì 500 mấy, 500 mấy chục ngàn được rồi, khác 15 triệu. Có chơi thôi anh em. Tháng 15 triệu nha. Lái chơi thôi. À, vậy mà không chịu cưới vợ. Ngoài thương hết cháu thôi. Thấy mình khổ vậy mà đâu ai thương đâu. Trời ơi. Máy cài. Cứu cơm. Không. Mệt rồi mà hút thuốc nữa chắc xỉu luôn quá. Máy này cũ ta. Cái máy này giờ cỡ nhiêu tiền ta? Rẻ trời, rẻ hơn chiếc xe máy nữa. Mày chạy hao dầu của ta. Cái vàng mà cuốn rơm này mà ai mà chế ra hay không ha? Nhật hả? Cái cục này là của Nhật luôn phải sao? Nhưng mà Nhật là người mà làm ra đầu tiên ha. Dạ. Nó chế ra. À. Mấy Nhật nó chế ra nó cuộn rơm để dành cho bò ăn. Nãy có la chim cho bạn bè coi đang ở ngoài đồng không? Để nó khỏi rủ đi nhậu. Có. Không mà khổ, nó thấy khổ vậy nó không dám rủ nhậu đâu. Còn uống Tiger được không mà. Tiger hả? Giờ rượu đế không thể uống nữa. Rồi đây cuốn rơm này. Vui không? Rồi thôi chào nha. Bye, hello rồi. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi em về, bụng rồi.